Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghệ. Thì hôm nay mình đã về một chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Chỗ này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghệ, địa chỉ của em ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Sản xuất 2008, bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng bản E anh em nhé. Chỗ này em đã rút hồ sơ về tên. Anh em nào mua con này về thì sang tên trong một lốt nhạc là ok. Hai cụm đèn pha rất đều nhau, rất sáng bóng, sạch sẽ, màu đen. Và sau đây mình sẽ quay qua phần tần vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơ sơ của chiếc xe rất sáng bóng, sạch sẽ, tích hợp xi nhan trên gương, bốn bánh đa năng đúc, dàn bốn nốt của nó còn khá là ok anh em nhé. Đấy, dàn bốn nốt của chiếc xe này đấy, còn khá là đẹp. Phanh ABS bốn bánh, chiếc Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5, 100 cây trước này ăn tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Sơn xì rất sáng bóng, sạch sẽ. Hai cục đèn phanh thì rất đều nhau. Đấy, hai cục đèn phanh rất sáng bóng, đều nhau. Đây, chiếc Toyota Vios bản E sản xuất 2008. Và sau đây mình sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của chiếc xe. Gầm bệ thì không hề mùng mọt anh em nhé. Đấy, anh em xem cảm nhận. Đấy, đây là phần gầm của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2008. Sơn xi rất sáng bóng, sạch sẽ. Và sau đây mình sẽ đi vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Nội thất thì rất sáng bóng, sạch sẽ anh em nhé. Tablo. Đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ anh em nhé. Đấy, táp lô rất sạch sẽ luôn anh em nhé. Đấy, tay khóa mở cửa. Đây là phần hốc bật lề. Đấy, còn đây là phần đinh bấm của xe này. Đinh bấm của xe anh em nhé. Đấy, anh em xem cảm nhận. Anh em là đúng chân con này. Để alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình, hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc Toyota Vios số sàn, máy 1.5, 100 cây ăn tầm 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, địa chỉ của mình ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Đấy, anh em xem cảm nhận, anh em đúng chân alo cho mình. Đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Phần âm thanh. Mình cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Máy tích hợp xi nhan trên gương, bốn bánh phanh ABS. Sơn xi chiếc xe rất sáng bóng, sạch sẽ, màu đen. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Đây là phần ghế da trần lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, phần trần lỉ nguyên bản theo xe. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Âm thanh. Đây là hốc bật lề. Đây là phần cao chỉ chiếc xe. Đây là bật lên xuống. Vâng, đây là phần bô lăng của chiếc xe. Bóng khí. Đấy, nó có hai bóng khí anh em nhé. Và sau đây mình sẽ
lổ máy lên cho anh em xem. Máy đã lỗi anh em nhé, máy nổ rất êm. Đây mình bật điều hòa này. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, đây là quả số phanh tay. Đây, bật kính lên xuống này. Rất trơn tru hai bên. Đây là gương chiếu hậu. Đây là chắn lắng. Đây là đèn trần. Đây, đèn trần bên này bị cháy này, cháy mất bóng đèn trần. Đây còn một bóng. Ở đấy thì đơn giản đấy anh em nhé. Đây, đây đèn trần nữa này. Sau gương kính cụp xe cụp xe xi nhan này hai bên nước gạt mưa. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Và sau đây mình sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 255 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản máy 1.5, 100 cây trước đây tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Máy nổ rất êm, rất khô ráo sạch sẽ anh em nhé. Đấy, máy nổ ấy. Rất thì thầm. Cam kết anh em chiếc xe không đông ba, không ngập nước anh em nhé. Đấy, những cái đinh bấm chằng chịt của nó vẫn còn giữ nguyên theo nhà máy sản xuất anh em này. Đấy, đinh bấm này. Vâng, đây là phần lắp capo. Đấy, lắp capo của chiếc xe. Đấy, máy không chỉ hề dỉ dầu anh em nhé, đổ rất êm luôn. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5, 100 cây trước này ăn tầm độ 6 lít xăng. Bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Anh em là đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại
0964656865. Anh em nào mà xem video của mình, hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.